Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ là đầu tuần Nếu như mà bạn sống Việt Nam thì bây giờ đã là ngày 28 tây ngày thứ ba Và ngày hôm nay tuy là đầu tuần nhưng mà đầy sôi động các bạn thấy được là giá cả của BTC đã tăng lên rất là nhiều Chúng ta sẽ nói tới liên quan tới tình hình của BTC chuyện gì đang xảy ra và các bạn thấy được là ngày hôm nay thì giá cả của BTC đã đột ngột tăng lên rất là mạnh tăng lên qua khỏi 10.000 đô sau đó qua khỏi 10.500 đô cái mức cản mà chúng ta đã nhìn thấy trong vòng mấy tháng qua cuối cùng chúng ta đã qua được và qua được một cách rất là xa và lại phá thêm 11.000 đô lúc mình làm video này đã là 11.205 đô đây là biểu đồ đến giờ ở trên sàn Coinbase thì mình thấy được là cái sức đẩy rất là mạnh và đẩy liên tục trong vòng cả ngày hôm nay chứ không phải là chỉ ở trong vòng có 30 phút hay một tiếng đồng hồ như thì chúng ta thấy những cái sự kiện trước đây cái đợt tăng trưởng này là một đợt tăng trưởng mà liên tục trong vòng mấy tiếng đồng hồ vừa qua cái ngày hôm nay chúng ta liên tục nhận được cái tin tức là BTC đã phá cái giá mới trong năm nay thì các bạn thấy, khi mà chúng ta nhìn vào tình hình của giá BTC tăng mạnh như vậy Thì nhiều bạn sẽ muốn biết là chuyện đang xảy ra, tại sao mà giá BTC lại tăng mạnh như vậy Thì khi mà các bạn lên trên những cái trang web, lên trên những cái mạng xã hội Thì các bạn thấy sẽ không có những cái bài viết liên quan đến những cái, cái tin tức mà đặc biệt dành cho BTC Mà tại sao mà giá cả của Bitcoin lại tăng mạnh ngày hôm nay Nhưng mà nếu các bạn nhìn xa hơn nữa, chúng ta nhìn vào tình hình tài chính nói chung các bạn đã thấy được là chúng ta có rất nhiều những cái sự kiện đang xảy ra và rất tốt đối với giá cả của btc trong tương lai và những sự kiện mà chúng ta sẽ nói tới trong video này những cái sự kiện đó không phải đây là lần đầu tiên các bạn nghe được mà đây là những gì mà chúng ta đã từng nói tới trong nhiều video trước đây nhưng mà những cái sự kiện này các bạn sẽ thấy là càng ngày càng trở thành sự thật Chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin mà thường cảm thấy là rất là thú vị ngày hôm nay Thùng muốn chia sẻ với các bạn về tình hình tài chính hiện tại liên quan tới Bitcoin Chúng ta sẽ nói tới chứng khoán, chúng ta sẽ nói tới vàng, chúng ta sẽ nói tới rất nhiều những cái thông tin mà các bạn cần phải quan tâm đến trong tuần này Thì các bạn thấy được là giá BTC tăng lên tới cái mức là về 1.200 đô thì nhiều bạn có một câu hỏi là tình hình kế tiếp sẽ ra sao thì đương nhiên các bạn thấy là trên mạng bây giờ thì có đầy hết những người đưa những cái ý kiến cá nhân là BTC sẽ tiếp tục tăng lên 12.000 đô, 14.000 đô hoặc là nhiều người nói thì BTC sẽ đi ngược trở về trở về cái mức là 9.600 đô để mà lắp lại cái lỗ hỏng CME mà đã được tạo ra hồi cuối tuần hay là nhiều người nói là BTC có thể trở về dưới 10.000 đô và thử cái mức là 8.000 đô đây là những cái mà chúng ta sẽ nhận được trên mạng nhưng mà thật ra thật ra khi mà chúng ta nhìn vào cái giá hiện tại là trên 11.000 đô chúng ta không có nhiều tài liệu về mặt giá cả khi mà BTC trên 10.000 đô thì tại sao thủ này nói như vậy nhiều bạn sẽ nói là BTC trước đây năm 2017 đã lên tới cái mức là 20.000 đô thì tại sao chúng ta lại không có nhiều giá cả liên quan tới BTC trên 11.000 đô thì nhìn vào tình hình thì các bạn thấy được là cái giá hiện tại à, lần cuối cùng mà BTC qua khỏi 11.000 đô là hồi tháng 8 năm 2019 có nghĩa là gần một năm qua bây giờ BTC mới trở lại cái mức là 11.000 đô và trong lịch sử của BTC trong vòng 11 năm qua Tuy là BTC đã có lịch sử giá cả 11 năm nhưng mà giá cả mà trên 11.000 đô thì tài lịch sử chúng ta có chỉ là 6 tháng Cho nên chúng ta đang đi vào một cái vùng mà thực ra mà nói là không có nhiều tài liệu mà cũng không có nhiều à, những cái tài liệu tốt đi mà có thể là suy đoán được là tương lai sẽ như thế nào cho nên các bạn thấy được tất cả những chứng đoán giá đều là dựa trên cái tài liệu giá cả rất là ít thì các bạn nhìn thấy được là trước đây tuy là BTC à, đã từng lên đến cái mức là hơn 19.000 đô hồi năm 2017 nhưng mà thật ra chúng ta nhìn lại lịch sử của năm 2017 đây là tình hình của BTC hồi tháng 12 của năm 2017 thì BTC các bạn thấy được là chỉ ở trên 19.000 đô chỉ có 4 ngày một ngày, 2 ngày, 3 ngày và 4 ngày Có nghĩa là trong lịch sử của BTC chỉ ở trên mức 19.000 đô chỉ có 4 ngày Và ở trên 11.000 đô chỉ có 6 tháng Có nghĩa là sao? Có nghĩa là 10 năm và 6 tháng từ khi mà BTC ra đời cho tới bây giờ thì 10 năm và 6 tháng có nghĩa là phần lớn của BTC là nằm ở dưới 10.000 đô cho nên các bạn thấy được là lịch sử của giá BTC dưới 10.000 đô thì đầy vô số kể nhưng mà trên 11.000 đô thì rất là ít đây là một cái điều mình thường muốn các bạn lưu ý đến là chúng ta thực sự đã bước vào một cái thời kỳ mà chúng ta không biết được bước kế tiếp sẽ ra sao đối với thuận đây là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở phía dưới các bạn nghĩ là BTC có tiếp tục tăng trưởng hay là không có lên cái mức 12.000 đô 14.000 đô hay là là trả trở về và xuống dưới 10.000 đô một lần nữa à, Thường thì trước đây các bạn thấy được là Thuận hay đăng những cái bài viết liên quan tới là Chúc mừng BDC đã trở về 10.000 đô Nhưng mà trong vòng một năm qua thì các bạn thấy được điều này đã xảy ra rất là nhiều lần Hình như thường nhớ là trong vòng một năm qua BTC phá 10.000 đô đã là gần như là 7 lần và lần nào thì cũng là bị đẩy ngược trở xuống Cho nên tôi hy vọng lần này là một lần mà chúng ta có thể thấy được BTC qua khỏi 10.000 đô và có thể là đứng trên 10.000 đô trong thời gian tới đây Đó là liên quan tới BTC thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào giá cả của BTC so sánh với lại USDT và những cái đồng khác So sánh với lại đồng USDT, đồng đô la thì các bạn thấy là phần lớn, những cái đồng lớn ngày hôm nay đều có sự tăng trưởng Tuy nhiên BTC dẫn đầu Các bạn thấy được là BTC là tăng 11% Trong khi là Bitcoin Cash 8%, tăng 8% BSD tăng 9,9% Các bạn thấy được Ethereum à, thì hôm nay là đi hàng ngang 0,34% XRP tăng 2,98% Đó là chúng ta nói tới là so sánh à, giá cả của những cái altcoin và BTC so sánh với đại đồng ổn định USDT nhiều bạn thì có hỏi thuận là làm sao để có được cái biểu đồ trên màn hình thì bạn có thể vào trang web coin360.com đây là trang web mà bạn có thể vào để nhận được những cái biểu đồ những biểu đồ này là cập nhật uh, live đây là một cái screenshot thường chụp lại để mà chia sẻ với các bạn thôi nhưng mà chúng ta nhìn vào giá cả của những cái altcoin so sánh với lại btc ngày hôm nay thì như thế nào các bạn thấy là so sánh với lại usdt thì giá cả tăng lên nhưng mà khi chúng ta so sánh với lại btc thì các bạn thấy rất rõ ràng là BTC ngày hôm nay đã chiếm lĩnh cả thị trường tất cả những altcoin các bạn thấy là chỉ có một hai cái altcoin là màu xanh toàn bộ là màu đỏ có nghĩa là BTC đang hút vốn hóa của những cái đồng altcoin chở gì BTC các bạn thấy được đây là một điều mà chúng ta cũng đã nói tới trong vòng một tuần qua là tôi nghĩ là chúng ta sẽ thấy là btc à, sẽ trở thành càng ngày càng lớn hơn, tại vì các bạn thấy được là btc là cái thương hiệu hàng đầu à, của thị crypto. các bạn cũng biết, đã biết là thường đã từng chia sẻ các bạn có thể hỏi một người nào đó trên đường phố, à, bạn có từng nghe nói tới crypto hay là chưa? hay đã từng nghe nói tới tiền kỹ thuật số hay chưa? thì người đó có thể nói là chưa bây giờ nghe nói tới. nhưng mà nếu các bạn hỏi người đó đã đã từng nghe nói tới btc hay chưa? thì người đó có thể nói là đã từng nghe nói đến. cho nên các bạn thấy được là btc là cái thương hiệu rất là quan trọng trong thị trường crypto này và chỉ khi nào mà giá cả của BTC phá cái đỉnh cũ lập đỉnh mới thì lúc đó chúng ta mới thấy được là tiền từ trong thị trường tài chính truyền thống đổ vào thị trường BTC và lúc đó chúng ta mới thực sự là bắt đầu một cái mùa tăng trưởng mới và sau đó tiền từ BTC đổ vào altcoin thì lúc đó chúng ta mới thực sự thấy cái mùa altcoin kế tiếp những gì mà chúng ta nhận được trong vòng mấy tuần qua chỉ là những cái mùa altcoin ngắn hạn chứ không phải là cái đợt altcoin tăng trưởng mà nhiều người mong đợi và các bạn thấy là rất rõ ràng là BTC bây giờ đang hút về những cái vốn hóa của những cái đồng altcoin thì nói tới đây có một điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn là một số bạn vừa thường hay hỏi thuận về đồng BCH và BSV có nghĩa là Bitcoin Cash và Bitcoin SV thì thường có một cái suy nghĩ gần đây thường suy nghĩ là các bạn thấy là Bitcoin Cash tách rời khỏi BTC năm 2017 à, và sau đó chúng ta thấy là Bitcoin SV tách rời khỏi Bitcoin Cash vào năm 2019. Thống nhớ là lúc đó chúng ta đã nói tới rất nhiều những cái chi tiết liên quan tới à, đồng BCH và BSV. Thì cái vấn đề các bạn thấy ở đây là khi chúng ta nhìn vào của sự phát triển của đồng Bitcoin Cash hay là Bitcoin SV thì cái sự phát triển là rất là ít và các bạn thấy được là À, sử dụng đồng BCS cho là BSV trong đời sống hàng ngày hầu như là không có cũng như là các bạn thấy là không có những cái đối tác như là BTC các bạn thấy là được à, nhiều sản phẩm đưa ra dựa trên BTC ở trên thị trường tài chính truyền thống được nhiều những cái quỹ đầu tư đưa tiền vào trong BTC nhưng mà BCS và BSV thì lại không có những cái điều đó thì tại sao mà Bitcoin Cash và Bitcoin SV vẫn là những đồng đứng trong cái hàng top 10 ngày hôm nay thì thường đã có một cái suy nghĩ là các bạn cũng nên nhớ là đồng Bitcoin Cash khi mà ra đời là half fold từ đồng BTC có nghĩa là những người nào mà lưu trữ BTC thì sẽ nhận được Bitcoin Cash. Tương tự những người nào mà lưu trữ Bitcoin Cash sẽ nhận được Bitcoin SV khi mà half fold năm 2019. Khi mà half fold thì các bạn thấy là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới đây là những người mà có tiền, có nghĩa là họ lưu trữ rất nhiều BTC cũng đồng nghĩa là họ có rất nhiều đồng Bitcoin Cash và cũng đồng nghĩa họ có rất nhiều đồng Bitcoin SV Thường thấy đây là một cái động lực mà tại sao mà đồng Bitcoin Cash và Bitcoin SV vẫn có thể giữ được vị trí cao tại vì có nhiều người có tiền vẫn có rất nhiều đồng BCS và BSV và họ sẽ không để những đồng này rơi xuống cho tới khi nào mà họ quyết định bán Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến Chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình liên quan tới vàng tại vì ngày hôm nay có một cái điều mà thường cảm thấy là rất tốt, đó chính là giá BTC tăng mạnh lên ngày hôm nay. đương nhiên là rất nhiều người vui vẻ ngày hôm nay. nhưng mà có một điều thường cảm thấy cũng hơi đáng tiếc, đó chính là liên quan tới ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều những cái thông tin lớn và thông tin quan trọng trong thị trường tài chính truyền thống mà chúng ta sẽ nói tới một lát nữa. và hôm nay thì ngoài chỉ là BTC phá 10.000 đô rồi 11.000 đô, chúng ta thấy được là vàng à, hợp đồng tương lai của vàng ngày hôm nay đã giao dịch ở mức kỷ lục sáu là 1969 và các bạn thấy được là giá vàng hôm nay là một cây vàng tùy theo các bạn mua ở đâu ở Việt Nam thì trung bình các bạn thấy là khoảng 56 cho đến 58 triệu đô la cho một cây vàng giá vàng bây giờ rất là cao và trong tình hình mà vàng đạt đỉnh mới trong tình hình chúng ta thấy được là có một số những cái thông tin khác như là chúng ta thấy thông tin liên quan đến có hỗ trợ đã được đưa ra bởi đảng cộng hòa cái đề xuất đảng cộng hòa đã được đưa ra ngày hôm nay thông tin liên quan tới những công ty lớn đã báo cáo thu nhập thông tin liên quan tới là ngày mai là cái ngày bắt đầu mà cục Diễn liên bang lại sẽ mở cuộc họp cho nên ngày hôm nay có rất nhiều những cái thông tin quan trọng mà khiến cho cái thông tin liên quan tới BTC phá 11.000 đô gần như là nó bị đứng phía sau lưng của những cái thông tin lớn này. Chứ nếu như hôm nay mà một ngày mà yên lặng trong thị trường tài chính thì thông tin liên quan tới BTC sẽ lan tỏa nhiều hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa, PTC tăng trưởng là một điều mình cảm thấy là nhiều bạn rất là vui vẻ ngày hôm nay là một điều mà nhiều bạn đã mong đợi và chúng ta thấy là nhìn vào tình hình của những cái công cụ tài chính tuy cái mình thấy được là vàng đã phá đỉnh cũ lập đỉnh mới nhưng mà từ đầu năm cho tới bây giờ nếu như các bạn đầu tư vào vàng thì các bạn có sự tăng trưởng là khoảng 30% nếu như các bạn đầu tư vào chứng khoán của Hoa Kỳ như là chỉ số S&P 500 thì các bạn chỉ tăng trưởng có 0,27% các bạn đầu tư vào chỉ số Nasdaq thì các bạn chỉ uh, tăng trưởng là 17,43% Nếu như các bạn đầu tư vào chỉ số Dow thì các bạn thấy được là Dow từ đầu năm cho tới bây giờ, Year to Date, nghĩa là đã xuống 6,85% Nhưng mà nếu như các bạn đầu tư vào BTC từ đầu năm tới, tới bây giờ, các bạn thấy được là giá BTC đã tăng 184% Từ đầu năm cho tới bây giờ, một sự tăng trưởng rất là lớn có thể nói được là trong vòng từ năm đến tới bây giờ mà trong dòng một năm vừa qua thì không có một cái loại công cụ tài chính nào có thể sánh ngang hàng với lại BTC BTC tuy là nhiều người bây giờ là quan tâm tới vàng nhưng mà BTC vẫn là một sự tăng trưởng cực kỳ cao mà không có một công cụ nào có thể so sánh ngang hàng Các bạn đã thấy 184% so với vàng chỉ có 30% là tăng lên hơn 6 lần Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác Như là các bạn thấy được là chỉ số chứng khoán ngày hôm nay kết thúc cũng rất là tốt Hôm nay kết thúc là chỉ số Dow Jones đã tăng lên 0,43% chỉ số S&P 500 tăng lên 0,74% và chỉ số Nasdaq đã tăng lên và một trong những lý do thì các bạn thấy được đã có rất nhiều những cái công ty à, công nghệ mà đã đưa ra những cái thống kê thu nhập. Thì thống kê thu nhập của nhiều công ty ngày hôm nay đưa ra rất là tốt như là công ty Netflix à, đưa ra thống kê thu nhập đã có cái sự tăng trưởng là 3% cho cổ phiếu của Netflix. Cổ phiếu của Amazon sau khi đưa ra thu nhập đã tăng trưởng 1,5% và Apple đã tăng trưởng 2,5%. Cho nên chỉ số Nasdaq là một cái chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ ngày hôm nay đã tăng 1,67%. Và ngày mai thì như thế nào các bạn thấy được là các chỉ số futures của chứng khoán Hoa Kỳ thì Dow Future bây giờ là tăng 0,34% S&P Future là tăng 0,36% và Nasdaq Future tăng 0,67% Và thật ra khi mà chứng khoán mới đóng cửa thì các chỉ số à, hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ là bằng phẳng Nhưng mà sau khi chúng ta nhận được tin tức liên quan tới gói hỗ trợ đề xuất của đảng Cộng Hòa được đưa ra Hughes Act chúng ta sẽ có một cái video riêng nói về cái đề xuất này tại vì có một số những thông tin à, thường cảm thấy là nhiều bạn cũng chưa có hiểu rõ về đề xuất hiêu xác này và ảnh hưởng của nó là như thế nào chúng ta sẽ có một cái video thường sẽ nói riêng về đề xuất này nhưng mà các bạn thấy được là tin tức liên quan đến gói hỗ trợ là một cái tin tức tốt à, mà chứng khoán đang mong đợi cho nên các chỉ số hợp đồng tương lai đã tăng lên và cũng là ngày hôm nay các bạn thấy là giá của USD, đồng đô la đã xuống so với những cái đồng khác à, và đương nhiên khi mà đô la xuống thì các bạn thấy là những cái tài sản khác sẽ được đẩy giá trở lên và ngoại trừ những cái công ty chúng ta mới vừa nói tới là đưa ra thu nhập ngày hôm nay thì các bạn thấy được là ngày mai trước khi mà mở cửa chứng khoán thì các bạn thấy có những công ty như là McDonald's, Pfizer, JetBlue Uh, Raytheon Technology sẽ báo cáo uh, thống kê thu nhập ngày mai Và các bạn thấy là ngày mai sau khi mà đóng cửa chứng khoán thì sẽ có một số những công ty khác Như là Visa, Advanced Micro Devices Amgen, eBay Mondelez International và Starbucks Đây là những cái công ty lớn mà sẽ báo cáo thu nhập Khi mà đóng cửa chứng khoán ngày mai cho nên chúng ta sẽ chờ đợi coi ngày mai những cái công ty này thu nhập như thế nào Tại vì nhiều công ty bây giờ cái giá chứng khoán rất là cao Nhưng mà thu nhập thì nhiều người lo ngại Là thu nhập không có đủ để mà à, Chứng minh được là cổ phiếu đáng giá cao như vậy Chúng ta sẽ tiếp tục để mà chia sẻ Ngoại trừ điều này ra chúng ta sẽ Thấy một số những thông tin liên quan tới Cục dự trữ liên bang Sẽ bắt đầu cái cuộc họp chính sách à, vào ngày mai Và sẽ bắt đầu à, họp à, 2 ngày liên tục Thì các bạn thấy là chúng ta thực ra mà nói cũng không có à, Chờ đợi những cái thông tin lớn nào liên quan tới Cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ như là Fed Tại vì nhiều người sẽ nói là Fed cũng sẽ nói là những gì mà họ đã nói trước đây Có nghĩa là họ sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường tín dụng Họ sẽ tiếp tục giữ lại suất thấp Ở cái mức là 0 tới phần trăm. một điều khác nữa chúng ta cần phải lưu ý đến là Những thông tin liên quan đến căng thẳng chính trị giữa Trung Mỹ Hôm nay thì cái điều tốt là chúng ta không nhận được những cái thông tin uh, liên quan đến căng thẳng chính trị của Trung Mỹ Nhưng mà trong dòng vài tuần tới đây chúng ta có thể nhận thêm nhiều thông tin Và điều này sẽ làm trao đảo thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và điều này có nghĩa như thế nào? liên quan tới crypto thì các bạn thấy được là tùy theo chúng ta nói về sự kiện nào tại vì những cái sự kiện này sẽ có cái ảnh hưởng khác nhau liên quan tới thị trường crypto như là chúng ta nói tới gói hỗ trợ Hughes Act thì gói hỗ trợ này nếu như mà được thông qua là một tin tức tốt cho chứng khoán cũng như là cho vàng cũng như là cho Bitcoin tại sao tại vì các bạn thấy được là gói hỗ trợ này được thông qua thì đương nhiên là hỗ trợ nền kinh tế thì thị trường chứng khoán sẽ có cái sự à, tăng trưởng. Nếu như mà gói hỗ trợ này được thông qua thì các bạn thấy được có nghĩa là những người mà đang thất nghiệp những người mà cần tiền họ có thể là có được cái sự hỗ trợ kế tiếp. À, cho nên người dân sẽ không có bán được những cái tài sản như là vàng như là BTC. À, và ngược lại các bạn thấy được là gói hỗ trợ được thông qua cũng đồng nghĩa là sẽ có thêm tiền được in ra và tiền in ra thì sau này tiền sẽ bị mất giá và những tài sản sẽ có giá trị hơn cho nên gói hỗ trợ được thông qua là một điều tốt uh, trong thị trường tài chính cũng như là bitcoin và vàng nhưng mà gói hỗ trợ bây giờ vẫn chưa được thông qua chúng ta chỉ nhận được đề xuất của đảng cộng hòa cái gói hỗ trợ này vẫn phải được đi qua đảng dân chủ của nhân là chúng ta phải có được cái sự thông qua của hạ viện thượng viện rồi mới tới tổng thống ký bây giờ chỉ là cái bước đầu tiên là cái đề xuất của đảng cộng hòa được đưa ra bây giờ hai bên dân chủ và cộng hòa mới, mới bắt đầu ngồi lại và đàm phán những cái chi tiết chúng ta sẽ nói tới trong một video tiếp theo Kế tiếp nữa thì các bạn thấy được là những cái tài liệu liên quan tới căng thẳng chính trị thì thường thì khi mà chính trị không có ổn là thời điểm tốt cho vàng và BTC tăng lên chúng ta cũng đã từng nhìn thấy những sự kiện tương tự trước đây khi mà chiến tranh thương mại Trung Mỹ diễn ra vào năm 2019 hay là những cái sự kiện liên quan tới hoa kỳ bắn chết một cái tướng của một quốc gia trung đông chúng ta cũng đã từng nói tới sự kiện này và thời điểm đó cũng tương tự btc và vàng đã tăng lên mặc dù là chứng khoán dao à, động và đi xuống đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này hôm nay là một ngày mà rất là vui cho nhiều người Và tôi muốn chúc mừng những bạn nào mà đã chờ đợi và đã có lời ngày hôm nay Và trước khi mà chúng ta kết thúc cái video này Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn muốn nhận được những thông tin mới nhất và sớm nhất thì các bạn đừng quên theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội như là các bạn có thể theo dõi facebook, telegram, và twitter. nhưng mà nào có hứng thú thì cái link nằm ở phía dưới video này. và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy tìm hiểu những sàn crypto và những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn margin nfx, tham gia vào sàn nfx thì các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trade miễn phí và các bạn có tham gia vào sàn Bybit cũng là một sàn margin À, một điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn là tình hình bây giờ khi mà BTC ở trên 11.000 đô Như thường đã chia sẻ là một cái tình hình mà chúng ta không có nhiều tài liệu Thì bạn cần phải lưu ý và cần phải cẩn thận à, Bây giờ là FOMO rất nhiều Cho nên các bạn cần phải quản lý vốn hóa của mình đây là một điều mà thường hy vọng là các bạn chú ý đến Tại vì các bạn thấy là chơi margin thì đương nhiên là có cơ hội lợi nhuận cao Mà cũng có thể có được cái nguy hiểm rất là cao Margin thì các bạn thấy giống như là một cái búa gì đó thường đã từng chia sẻ Thì nếu như mà các bạn biết sử dụng cây búa thì cây búa có thể đóng đinh vào trong gỗ được nếu như mà các bạn không biết sử dụng cây búa thì các bạn hoàn toàn có thể đóng vào tay của mình đây là trên margin các bạn cần phải lưu ý đến à, các bạn có thể tham gia vào sàn binance hay là sàn coinbase tất cả các thông tin chi tiết sẽ ở phía dưới video này các bạn bấm vào cái link để tìm hiểu thêm và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn